lọc những cổ phiếu mạnh nhất và nó sẽ tiềm năng nhất cho tuần sau giao dịch ok như vậy là noel đã đến rồi các bạn nha các bạn đang xem một cái video này thái ngôi sẽ tổng hợp lại cho các bạn những cái câu chuyện cổ phiếu khỏe nhất mạnh nhất như thế nào và đặc biệt là cái câu chuyện là thị trường chứng khoán việt nam hiện tại ra sao nha ok như vậy là noel đã tới và thái ngôi chúc cho mọi người có một cái uh, yeah, mùa giáng sinh uh, an lành các bạn nha ấm áp bên người thân và gia đình các bạn đừng quên là bấm cho thái một nút like thả tim video này nha yes rồi ok quay trở lại trạng thái phân tích thị trường ha như vậy là phiên thứ sáu đã kết thúc đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện để nhìn nhận lại thị trường và à, tiếp tục cho thị trường tuần sau. À, thì trên màn hình các bạn đang thấy nè, đây chính là những cái cổ phiếu mà Thái Ngô đã lọc ra và đó là những cái dạng cổ phiếu mà nó có cái bản chất đồ thị nó mạnh nhất và cái sức khỏe nó hiện tại đang là tốt đầu ha các bạn nha. Trong à, có tầm tầm khoảng 19 20 cái cổ phiếu khỏe nhất đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam. Ok rồi và đó là những cổ phiếu nào đầu tiên đó là gì HAG các bạn nè OK HAG nha rồi để để lát nữa mình sẽ đi phân tích uh, cho mọi người đó và các bạn thấy nè đây là một cái trạng thái là một cái dạng về cổ phiếu có một cái hình dạng về tăng giá rất là mạnh nè ha à, tiếp theo là nhóm ngành nào ạ? À? đây à, tiếp theo là giờ câu chuyện của Nam Kim Group tức là đại diện của nhóm thép đúng không ạ trong danh sách này chúng ta có HAG nè có Nam Kim đại diện nhóm thép nè có HD Bank có ATA đó là ông này là của đại diện nhóm giờ bất động sản khu công nghiệp đây à, Nam Kim này ha cũng là đại diện nhóm thép và hiện tại ngày hôm nay Nam Kim vẫn giữ được đúng không à, ạ kết thúc phiên giao dịch vẫn giữ được trên vùng à, dạ, trên vùng đỉnh các bạn nha và nó vẫn rất là khỏe nha không có hiện tượng bị bán tháo ok nè rồi à, tiếp theo là giờ H một đại diện của đến từ HD Bank đó là giờ, à, à, đó là ông ngân hàng ok rồi à, tiếp theo là dòng bất động sản khu công nghiệp là ATI các bạn nè đó À, ATA nha. Rồi, à, sau đó là về MBS, ADC. Như vậy là ông ADC cũng là bất động sản khu công nghiệp. MBS đó là ông này là giờ ông này MBS tính là cái câu chuyện của nhóm cổ phiếu chứng khoán đúng không ạ? Đó, đó chính là những cái cổ phiếu mà có cái đồ thị rất là khỏe và lát nữa thấy ngồi sẽ nói lý do tại sao nó khỏe nhất cho mọi người ha. Ok. Tiếp tục nè. Đó là giờ có ADC bất động sản khu công nghiệp ha. À, trong nhóm này thì đồ thị đẹp nè SJC cũng tương tự như vậy ha ok đó rồi à, thậm chí trong phiên thứ sáu giao dịch đó SJC các bạn ạ. còn nỗ lực vượt cái cảnh chéo mà mình có chia sẻ cách đây hai ba hôm rồi các bạn các bạn đó nó đang đi lên tiếp tục các bạn ạ. rồi ha như vậy là trong nhóm bất động sản của công nghiệp thì trong cái list này chúng ta có giờ có ADC có SJC và ATA à, tiếp theo đó là một cái cổ phiếu của xây lắp đầu tư công xây dựng các bạn đó là CTD và à, trong phiên giao dịch ngày thứ sáu CDD cũng có một cái hành trạng là nỗ lực kéo lại cái vùng đỉnh này nhưng mà bản chất là hiện tại nha nó đang giao dịch trong một cái bối cảnh là thị trường ở cái phiên à, dạ, phiên cuối tuần và cộng thêm là noel cho nên là dạ, cái động thái người ta bị bán trở lại nha nhưng mà mình tin á những cái cú này nè nó sẽ rất là dễ là phá vỡ qua luôn các bạn đó để nó tiếp tục một cái hành trình tăng giá mới ha. và nó đang cho chúng ta thấy là à, đáy sau đang cao hơn đáy trước đây các bạn nè đó đó là một trong những cái dạng cổ phiếu rất là khỏe Rồi giờ Liên Việt Boss Bank Một đại diện tiếp theo của nhóm giờ Nhóm ngân hàng à, Đầu video các bạn thấy không à? Đó là HD Bank này các bạn nào Là một cái dạng cổ phiếu giờ Tăng giá giữ giá tốt nè Bây giờ là Liên Việt Boss Bank nha à, Cũng là một ông ngân hàng nữa Và trong cái ông ngân hàng này ha Nó cũng thể hiện một cái trạng thái giờ Một cái trên tăng các bạn nào Nó chỉ test rồi trở lại rồi kéo lên ha Đó và nó sẽ đang đi dập dìu dập dìu như thế này ha mình đang kỳ vọng nó sẽ có một cái câu chuyện tương tự như thế này và ngày hôm nay ông này dạ, giống như là nỗ lực tạo một cái cú phá vỡ vượt qua cái vùng giá khoảng 15.6, đó Tiếp theo là gì ạ, dạ, HSL, ông này chắc là lạ quá, khỏi nha Nó mà tính chất là lái nhiều quá, ok Rồi, à, dạ, Việt Tailbot nè, ok, Việt bot ngày hôm nay Nó là một cái câu chuyện mà giờ dạ, nó tăng giá rất là khỏe luôn, tầm khoảng 7.5% vào buổi sáng sớm trong ngày hôm nay á, thì Thái Ngô đã chia sẻ với mọi người trong group vip rồi, đây ok đây các bạn ạ à. vào buổi sáng sớm rồi ha <laughs> đây à, khi mà mới vừa vào trong lúc vip thì à, vào buổi sáng ngày hôm nay thì thấy ngô đã lọc ngay cái câu chuyện đầu ở phiên rồi ở phiên sáng và mình có chia sẻ với bạn nào. đây là những cái danh sách mà cổ phiếu thống kê gần nhất ở cái hình bên trên và mình nói là trong này thì có thép vẫn là đại diện của gì à, nam kim và khỏe nhất nè chứng khoán thì chúng ta vẫn thấy được cái câu chuyện là của fts mbs ổn nè bất động sản công nghiệp là adc rồi nam từ liêm ata rồi cổ phiếu khác thì trong đó là giờ có ELC, có CTD, có Viettelbot hiện đang có dòng tiền vào, tiền tiếp tục kéo nè các bạn ạ à, sáng ngày hôm nay, à, sáng cái phiên thứ sáu các bạn ạ. Bây giờ Viettelbot này nha. Lúc đó thì thấy ngồi chia sẻ với các bạn thì vùng giá nó vẫn vẫn đâu đó nè các bạn. Nó chỉ tăng mất khoảng 2 trăm thôi nha. Và nó giờ có một cái dòng tiền đi vào rất là khỏe. Và đây chính là cái đồ thị của Viettelbot nè. Đúng không ạ? ngày hôm nay là một cái phiên nhà nỗ lực phá vỡ và nó đã vượt qua cái vùng trendline chỗ này, này các bạn đó các bạn thấy không à? Đây đây là cái vùng trendline và tiếp tục hành động tăng giá và như vậy các bạn thấy không à? Đối với những dạng cổ phiếu như thế này á thì nó sẽ nó bật tăng lên rất là nhanh ngày một phiên một thôi nó 7% phần rồi thì các bạn chú ý nha Đối với những dạng cổ phiếu đánh như vậy các bạn làm mơn là khi các bạn muốn đánh một cái cổ phiếu nào đừng có phải là gì vô quan sát tới lúc mà quan sát nó kéo lên tới đây này các bạn ạ thì đa phần là những cái khúc mà giờ nó đi von thấp như cái này nè ha mà có khẩu vị là nên vô trước đi đúng không ạ đó von thấp nè và nó đang ly là 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 đúng không ạ thì có khẩu vị là phải bút trước đúng không ạ để khi nó kéo lên á, các bạn không bị rơi tình tình huống nhiều ông nha ở đây là nghe ta nói là giờ quan sát toàn là quan sát mà lên đây cái bắt đầu đu giờ chưa đu rồi chưa dám mà cái nữa cái bắt đầu đu xong nó tèo trở lại nó tép chỉnh á, nó kéo được ngày mai, ngày mai ngày đi lên rồi nha cái bắt đầu là bán xong chỗ này nè cái nó kéo lên cái nửa cái xong rồi cái giờ dạ, đa phần là cắt lỗ liên tục là vì không có cái cấp lên giao dịch các bạn ạ cái plan giao dịch rất là quan trọng nha rồi từ từ thấy ngôi sẽ đi hết tất cả những cổ phiếu khỏe nhất cho các bạn coi này ha <laughs> tiếp theo là gì ạ ông bc 1 đó là một cổ phiếu này các bạn và các bạn cố gắng ghi chép lại ha bởi vì đây chính là một trong những cái cổ phiếu mà mình đã nốt ra rất là khỏe và khả năng nó sẽ tăng tiếp tục cho giai đoạn tới vì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái đồ thị này nó sẽ như thế nào lý do tại sao nó sẽ tăng nha BC1 nè. Và lưu ý là trong những ví dụ cổ phiếu mà các bạn đang nắm á mà nó không phải là cổ phiếu khỏe này nhưng mà nó lại nằm trong cái nhóm ngành mà có chứa cổ phiếu khỏe đó. Mình ví dụ như là có 5 kim mình ví dụ nha. Thì nó là nhóm thép thì trong nhóm thép nó còn Hoa Sen, còn VGS, còn Hòa Phát chẳng hạn nha. Thì các bạn coi thử là trong 20 19 20 cổ phiếu nè thì những cái cổ phiếu nào nó tập trung ở những nhóm ngành nào mạnh nhất và nó đang là có nhiều cái cổ phiếu á mà nó ổn ổn như nhau á thì các bạn đang nắm cổ phiếu đó thì bình thường nha cứ tiếp tục gồng hoặc là các bạn có khẩu vị các bạn nên mua thì nên là giờ dạ, có hành động và lên giao dịch ha ok rồi à, như là bc 1 là fts là đại diện của nhóm nhờ chứng khoán đúng không họ mẫu hình khá là ok luôn mà rồi tg là mấy hôm trước là giờ tg thấy đánh lên rất là khỏe là và hiện tại ông này ha test trở lại đường ma 20 và như vậy ha nó sẽ cần một khoảng thời gian để nó xây dựng cái nền giá mới chỗ này Ha, và chỉ cần nó vượt qua lại mình thật nghĩ á chỉ cần nó vượt qua lại vùng giá khoảng 12.2 thì nó sẽ có dòng tiền kéo lên trở lại và cái kháng cự gần nhất là đâu đó giờ à? quanh vùng giá khoảng 13.2 các bạn nha ok nó chắc phải cần khoảng một tuần để nó giờ nó hấp thụ rung lắc cái vùng giá chỗ này nè các bạn rồi ha à, FTS rồi TG FTT các bạn nha là cổ phiếu của công nghệ nè đó ông này cũng khá là khỏe bởi vì cái hành động gần đây nhất là có dòng tiền vào đúng không ạ những cái nến xanh tiền vào nào, tiền vào rất là khỏe này nha và giờ nó nó mới vượt qua cái vùng xin lỗi mọi người nó mới vừa vượt qua cái vùng cản như thế này nè đó, đó đó các bạn sẽ thấy nha và nó đã, vẫn đang cái nỗ lực là đi lên các bạn ạ. đó à, tiếp theo là nam từ Liêm l nam từ liêm ok các bạn các mà cho nên là buổi sáng mình đã cập nhật với mọi người rồi nó vẫn rất là khỏe và chỉ cần trong thị trường á mà nó vẫn có những cái câu chuyện cổ phiếu như thế này là cực kỳ ổn nha Rồi giờ dạ, có LC các bạn nè à. LC là một cái nỗ lực vượt đỉnh tiếp tục Đó làm sao yếu được các bạn ạ à. Và thị trường mà nó cứ liên tục mà có những cổ phiếu mà nó giờ nó không yếu như thế này các bạn à. Là rất là ok này nha Và trong lòng thị trường mà ổn như vậy thì rõ ràng những cái cổ phiếu nhỏ lẻ từ từ á, thì nó cũng sẽ được cái sự hưởng lợi Và đó là cái tính cách giao dịch của cả một cái thị trường các bạn ạ à. Ok, nhưng mà nếu các bạn có nắm được những cổ phiếu nào mà nó lại gắn chặt với nhóm ngành của những cái cổ phiếu mạnh mà Thái Ngô vừa chia sẻ thì các bạn là rất là yên tâm ha. Ok. Các anh chị đừng quên là bấm cho Thái một nút like nha. Rồi. Tiếp theo nào. Đó là câu chuyện của giờ của Nam Từ Liêm LC và ngày hôm nay cái phiên cuối tuần ngày thứ sáu các bạn có bình minh plastic này các bạn nào là một cổ phiếu tím trần luôn. Như vậy là giờ ông này là vượt đỉnh tiếp tục đó, các bạn nào. Liên tục vượt đỉnh như vậy thì làm sao mà yếu được và đây chính là cấu trúc của giờ đó, bây giờ chúng ta phải nói về câu chuyện này nè như vậy là có một cái dấu hiệu là giờ dòng tiền đã tôn trọng về cái mẫu hình cốc tay cầm đó vẽ ra cái nó ra rất là đẹp rồi các bạn thấy không đó hợp lý không Vỗ tay cốc tay cầm và đây chính là ví dụ như theo như những cái môn đệ đệ tử của lại william o'neil các bạn thì đây sẽ là những cái điểm mua nè đó rồi sau đó giờ đây sẽ là cái điểm mua vượt đỉnh của họ này nha ok nhưng mà để mà an toàn các bạn à, à, rải lệnh ra bởi vì khi mà mua ở vùng giai đoạn hiện tại á đây là một cái cách mà Thấy Ngô đang quan sát và phân tích cho mọi người nha Để mọi người áp dụng cái này vào trong những cái cổ phiếu mọi người đang nắm giữ Và chỉ cần thị trường mà nó có một cái hai ba cổ phiếu các bạn Nó có một cái sự tôn trọng về giờ dạ, cái mẫu hình đó Ở đây được gọi là giờ dạ, cốc đó, viết tiếng Việt Việt Nam này các bạn nè Cốc Tay Dạ Chuẩn không? Cốc tay cầm nè viết thư pháp luôn Ok Rồi và chỉ cần là thị trường có một cái sự tôn trọng nhất định như vậy á thì rõ ràng những cổ phiếu mà các bạn đang nắm giữ các bạn cứ yên tâm bởi vì sao à? bởi vì thông thường theo cái tính nét của đội lái các bạn nó rung nó rũ nó dọ nó làm này nọ các kiểu nhau thì bản chất cuối cùng nó cũng sẽ thường đánh giống nhau và trong ngày hôm nay thì có một cái cổ phiếu đó là bình minh plastic tức là ông nhựa bình minh á ông đã vượt nè vượt đỉnh nè các bạn nè đây chính là cái điểm mua tiếp theo ví dụ đây là điểm mua sớm điểm mua số 1 nè thì đây sẽ là cái điểm mua số 2 đó ok rồi điểm mua số 1 nè rồi đây sẽ là cái điểm mua số 2 của bình minh plastic cho dù là mình không đánh cổ phiếu này nhưng mà mình nhìn ra được cái bản chất cái thế trận của nó các bạn nha thì đó Và đây sẽ là một qua đây thì một cái tín hiệu mà chúng ta sẽ mừng hơn nữa là giờ à thị trường lái đã có một cái động thái là giờ ok tao cho tụi bay biết nha tao đã kéo một vài cổ phiếu rồi và cái tính cách của tụi nó các bạn nó sẽ lan truyền lẫn nhau tính giống như mà trong toán học thì gọi là tính chất bắt cầu các bạn rất là đơn giản nha ok rồi còn bỏ qua câu chuyện tin tức dọa nạt chim lợn ngập trời bìm bìm vân vân không quan tâm quan tâm vào câu chuyện đồ thị vỗ tay <laughs> ok thì đó là cái lý do mà tại sao trong group viết thì mình đã cập nhật với các bạn và mình chia sẻ mình bơm oxy mình này mình nọ để cho các anh chị á có được cái góc nhìn thị trường nó rất là ổn nhất nè ok mà rồi cái thứ hai á, là mọi người sẽ rất là bình tĩnh sau những cái nhịp đánh t cộng thì khi mà thái ngô tìm những cái vùng giá thấp á cho mọi người mua rồi thì ok còn giờ đánh trung và dài hạn thì tiếp tục mình sẽ Chắc lọc và cập nhật những cái cổ phiếu và liên tục có những vùng mua điểm mua cho mọi người nha ok đó như ngày hôm nay thì đã lọc ra cổ phiếu mạnh nhất thị trường rồi nè ha cái phiên cuối tuần và những cổ phiếu mà mình vừa chia sẻ đó là những cái cổ phiếu mà các bạn sẽ thấy được và qua đó chính là những cái cổ phiếu mà ổn nhất trong giai đoạn hiện tại ha rồi có ông NAB ông NAB rồi à, ông này các bạn thấy không ạ cũng là cái dạng cổ phiếu mà nó đánh kéo lên như vậy đó rồi gì nữa hả rồi ông Las như vậy bản chất thị trường chúng ta vẫn có những cái cổ phiếu khỏe nhất định chứ không phải là vnindex bắt đầu bây giờ nha rất đơn giản thôi nếu nhận định chỉ có một câu nói thôi là đang đi trong cái hộp ngang và giai đoạn hiện tại chỉ có một cái điểm trừ duy nhất đó là gì tay bán rồng quá quá mạnh các bạn ạ tay bán rồng cực kỳ kinh khủng luôn đây trong 10 phiên đổi lại đây mình lấy một cái ví dụ từ ngày 11 tháng 12 tới thời điểm hiện tại là tay bán 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 nhưng bản chất là gì vnnet vẫn đang trụ được rất là tốt chỗ này mình nói rồi chỉ cần thì bây giờ giai đoạn này là ai là người gom hàng ai gom hàng các bạn ạ? ai ạ à? lái chứ ai nữa bây giờ tại vì sao à? tại vì ở dưới này là ai cũng le lưỡi chặt lưỡi rồi nào là trời ơi chỗ này là von thấp này ha rồi sao mà chán nản này, cục, cục gì ta chán nản cọc cằn dữ vậy ta vôn thấp này ha sao mà lái nó éo kéo vân vân mà may may nhưng mà bạn biết mà đó là cái tính chất của nhà cái mà nó không thể nào làm hài lòng cho các bạn đâu nó đánh cho các bạn là ối ra mặt luôn ối ra bả luôn đúng không đánh tè luôn các bạn hả vì bây giờ nó là ở những cái vùng thấp và thường ở những vùng này thì rõ ràng là nhà đầu tư cá nhân hoặc là trong những hội nhóm là đều quan sát hết trơn á mình bảo đảm luôn thì ai ai mua bây giờ mà ai là người hứng cái đầu ra để cho mấy thằng tây này nó xả vô đầu đúng không các bạn xin lỗi mọi người bởi vì cái cách của thái nói chuyện rất là thô và thực tính như vậy nha ok thì chỉ có tụi giờ, tụi tây xả thì Tụi đại ca nó gom các bạn mình nói thẳng luôn bây giờ ai cũng sợ té cho mày thật sự còn trong đứt tiếp mà mình đã cho chia sẻ với mọi người nữa, có những vùng mua điểm mua hàng ngày những cái khúc nào cho mọi người gom thì lúc này mình vẫn cho mọi người gom à vẫn còn rất là nhiều cơ hội và khi thấy ngô chỉ nhìn vào cái chỗ này thôi còn lại bất cứ ai nói gì mình không khen không khen nghe không không ấy các bạn ai cũng nói xấu ai cũng nói đẹp quan trọng là quan trọng là ok thì trường đang có cái gì nó có cổ phiếu mạnh hay không nó có cổ phiếu khỏe hay không hay là cổ phiếu đang xịt nè hay là cổ phiếu đang nằm sàn nè nếu mà trường hợp Tây mà nó bán liên tục 10 phiên như vậy mà thì có hiện tượng nằm sàn thì mình mới sợ còn bây giờ tay nó bán ra bao nhiêu thì có lực đỡ bấy nhiêu và thậm chí nó còn cho chút lãng ngắn hạn rồi vẫn có cổ phiếu vượt đỉnh ví dụ như nam kim ngày hôm qua vượt đỉnh nè ha rồi giờ đó rồi giờ ngày hôm nay thì có bình minh plastic nè rồi giờ ctd các bạn nè rồi giờ Việt teo bot nè rồi đó thì ai kéo bây giờ các bạn khi hàng mà nó đủ một cái này nha các bạn đừng mơ mà các bạn mua được đừng có nói mà quan sát thật sự đánh rất là mafia đó đó là bản chất của vấn đề các bạn nha rồi các chị đừng quên là bấm cho tháng một đút like thả tim video này nha ok ok bây giờ chúng ta sẽ đi à, ngó lại cái câu chuyện thị trường thứ sáu nè ngày hôm nay thứ sáu á đúng không mình coi là thị trường phiên thứ sáu nha có ngân hàng nhập cuộc nha thì đó là cổ phiếu nào của nhóm ngân hàng đó là ông gì à? ông stb đó là ông gì? Ông HD Bank, đó là ông Liên Việt Postbank, BIDV các bạn ạ. Đó. Đó là giờ có STB các bạn ạ. STB giống như hôm qua hôm kia thấy ngồi có chia sẻ cho mọi người rồi. Đây, ngân hàng là nó có cái hiện tượng giờ. À? Ok, là nó đang có cái hiện tượng là sự siết chặt và mình nói rồi là cái nào cái chỉ báo chỗ này các bạn nào. Đó, mình nhìn một vài cái chỉ báo và mình thấy có cái bản chất là giờ nó đang co cộng lại và có thể là bật tăng bất cứ lúc nào và y như rằng ngày đúng không ạ phiên thứ sáu này ha stb bung lụa nè đó và nó chỉ test trở lại vùng hỗ trợ trước và nó bật ha vb à, cũng nói chung là đa phần những nhóm ngành ngân hàng đó bạn hiện tại bây giờ đều tích lũy hết trơn rồi và dễ bật bất cứ lúc nào và bật xong mọi người sẽ không ngờ tới nhưng mà khi mình nhìn lại chỉ báo á mình nhìn vào cái cách đồ thị nó đang hiện tại nó đang đi các bạn thì nó đang có một cái động thái là à rất là dễ tăng nha. Bây giờ MSB, MBB các bạn thấy không ạ? Đó. Ngân hàng quân đội nè, rồi Techcombank cũng tăng. Nói chung là uh, giữ nhiều trận đấu là BIDV ngày hôm nay tăng khỏe quá, quá, các bạn thấy không ạ? Đó, có sự khác biệt đúng không? Rồi, và ông này giống như một cái mẫu hình là cốc tay cầm các bạn nha. Đó. Ok không ạ? Rồi, uh, rồi có giờ tiên tiên Phong banh đó Thì đó là ngày hôm nay thì chúng ta có cổ phiếu mà nổi trội nhất trong nhóm chúng banh ngày hôm nay á, với 22 à, triệu cổ phiếu à, Nó vượt luôn trung bình khoảng là 15-16 triệu cổ phiếu á. Thì nó à, như vậy là ông STB này ngày hôm nay là một cái phiên giả à? đảo chiều ở vùng đấy Các bạn lưu ý nha, có dòng tiền vào ổn, ok Và lần này thì chắc cuối rồi giờ nó sẽ rất là dễ đánh vượt qua nay và kháng cự gần nhất là vùng giá khoảng 28-29 và cái lối đánh này mình nghĩ nó sẽ giống như thế này nè MWG Cái giờ đoạn trước các bạn ai cũng chê này, Xin lỗi nha Xin lỗi mình nói một cái điều này hơi thô các bạn Bây giờ à, Báo chí lèo báo rồi tin tức hội nhóm chim lợn các kiểu Chê chửi như chó nha các bạn Nhưng mà cuối cùng nó tăng Không quan tâm là các bạn chửi hay là các bạn yêu Các bạn thích các bạn mến các bạn mộ các bạn không có Và đó là cái sự cung cầu logic nhất có thể Ok Bỏ tay chúng ta đâu quan tâm bạn là ai bạn làm gì rồi bạn là chủ tịch bạn là ra lệnh mình ta cũng không quan tâm à. thị trường nó chỉ là thị trường đúng không là ngay cả như masa này ha cũng là một cái lối đánh như vậy về dưới này ha chó trên mà mưa kéo lên phát rồi nó sẽ à, nó sẽ kéo cái đường ma 20 nó sẽ đi như vậy ha đó là câu chuyện của stb mà khi cái cổ phiếu này hoặc là những cái nhóm ngành à, những cái cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng mà nó kéo lên đó, thì rõ ràng thị trường nó sẽ ổn đó đó là điều đầu tiên mình chia sẻ rồi À, VN hiện tại thì mình nói liên tục rồi. Nó là câu chuyện của hộp giá đi ngang. Các bạn nha, và trong giai đoạn đi ngang này thì nó cũng chưa có tăng quá mạnh về lại vùng này thì rõ ràng đây sẽ là một cái vùng giờ à, vùng chân đáy tức là vùng hộp các bạn, vùng đáy của vùng hộp này và nó đang ở một phạm vi là giờ à, chưa quá một phần 2 của cái cái hộp này cho nên vẫn là thuộc về cái phạm trù là giờ à, ở dưới cái vùng đáy. Mà nếu như trường hợp ở vùng đáy thì là, rung lắc các bạn có muốn tham gia lúc này thì phải múc Chứ không phải dưới này không múc Mà đánh rồi nhớ đánh sideways quay các bạn nha Múc dưới này được giá thấp thì lên trên cái đỉnh hộp này các bạn bán Rồi sau đó tính tiếp Còn những nhà đầu tư mà đang đánh trung và dài hạn Thì mình vẫn thấy câu chuyện này là câu chuyện của sóng ba tăng giá các bạn nha Và rõ ràng chúng ta giờ cũng đang rất là nhiều mẫu hình như bình minh plastic các bạn nào Đây Đó nói đâu xa Đây 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 là sóng một kéo lên cái gì nữa đúng không ạ giai đoạn vừa qua nữa, ok sau đó nó đạp một cái lòi mặt trở về lại giai đoạn sống 2 này ha Rồi bây giờ ha, đang bước vào sống 3 này đó, đó là mẫu hình và nó đang Nó đang giờ, nó đang tạo dựng thành một cái mẫu hình là cốc tay cầm rất là đẹp Thì mình mong muốn là các bạn là giờ có kiến thức thực chiến để các bạn thấy được bản chất vấn đề này một nè, sống một nè, sống, sống 2 nè, và hiện tại đang đi vô vào sống 3 Ok Và hiện tại là giờ À, VNX nó cũng đang ở cái bối cảnh như vậy và sóng ba này thật sự á à, nếu thật sự tích cực nha, mình thấy à, cái bản chất nó có khả năng nó về lại vùng đỉnh cũ 1250 là chỗ này là hoàn toàn có thể diễn ra các bạn nha, 1200. Càng nhất là khoảng 1000 giờ 1220. Đó, 1230 tới 1250 và hy vọng là từ đây tới à, hy vọng từ đây sẽ là một cái vùng giá cuối cùng à, để nó giờ để nó hấp thụ được những cái lực rung lắc rồi cái lực tay bắn rồng cuối năm và nó sẽ là cơ hội cho rất là nhiều anh chị sẽ mua được cổ phiếu trong giai đoạn tiếp theo à, đầu tư cho năm 2024 bởi vì hiện tại là giờ dạ, chứng khoán thì thế giới thật sự tăng rất là ổn luôn và Fed đã có một cái giờ dạ, cái lộ trình là cắt giảm lãi suất à, khoảng là tháng 3 năm 2024 các bạn đúng không ạ ok rồi thì đó là cái tầm nhìn đơn giản về lúc này à, cho chúng ta có một cái chiến lược giao dịch ha. à, Về phiên thứ sáu thì các bạn thấy là giờ có những cái nhóm ngành ngân hàng ổn nè, rồi à, những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy nhỏ lẻ như là SJC cũng nhóm bất động sản, động sản khu công nghiệp và ngày hôm nay tăng giá rất là khỏe khoảng bốn năm phần trăm. Nhưng mà do cái hành động là giờ cuối phiên nó bị test ngược trở lại ha, à, rõ ràng là giờ nó cũng gặp cái áp lực nhất định là do cái phiên à, về kết phiên à, cuối tuần và người ta giờ người ta cũng ngại cho nên là giờ ông này sẽ tích lũy đây thời gian đây, các bạn nào đó đi đây, ha và mình rất mình tin là nó sẽ có một cái hành động bật tăng theo kiểu này để nó tạo thành những cái điểm mua tiếp theo cho nhà đầu tư này ha. <laughs> Rồi, à, và khi các bạn muốn mua cổ phiếu này thì ok, nó sẽ canh canh những cái vùng mà giờ à? à quanh những cái hỗ trợ à, ví dụ như là quanh hỗ trợ MA10 hai 20 nha. Rồi. À, và trong phiên thứ sáu này thì các bạn thấy là giờ à? điều à, Bình Minh Plastic là vượt đỉnh à tạo điểm mua bay vọt truyền thống nhà traditional bay vọt nha ok rồi ctd cũng là một cái dạng gì à. cố gắng vượt qua cái hộp giá này các bạn muốn mua thật ra bây giờ thì chỗ này không cần phải mua gì nữa chứ á các bạn cứ chờ cho nó phá vỡ cái phùng hộp này ha thì các bạn sẽ mua nó sẽ an toàn hơn bởi vì nếu mà trường hợp bây giờ mua ở đây nó sẽ bị lửng lửng lưng lưng em mua đây cái hả nó xịt về đây á thì các bạn lại lỗ một cái khúc nè còn bây giờ ha các bạn để cho nó mạnh thiệt là mạnh luôn bố mày cho mày qua đây luôn ha rồi phá này đi rồi sau đó những cái khúc sau đó, nó test lại nó test lại nó test lại thì đó sẽ là cái cơ hội để các bạn vào hàng vì các bạn đã kiểm chứng được cái sức mạnh của nó quá hay các bạn đừng quên là bấm cho Thái một nút like thả tim video này nha à anh chị muốn vào trong group VIP thì chủ động nhắn tin Zalo cho Thái ở số điện thoại để bên dưới màn hình và trong group VIP thì Thái Ngôi sẽ chất lọc những cái cổ phiếu những điểm mua những cái vùng mua à, và khi có thì Thái Ngôi sẽ post trực tiếp cho mọi người trong group VIP và dạ uh, yeah có những thứ kiến thức thực chiến thì mình sẽ vẽ đồ thị và mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhiều hơn nha và thái chỉ thu phí rất là đơn giản lúc này là 6 tháng là 4 triệu hoặc một năm là 7 triệu giống như tất cả những anh chị đã đa và đang trong lúc vip à, lúc này ha ok tiếp theo là cái một cái mẫu hình là nãy mình chia sẻ đó alc các bạn nè đó là một trong những dạng cổ phiếu rất là khỏe nha và nó giờ nó nỗ lực là phá đỉnh các bạn nào thì bây giờ ha à, bây giờ đây sẽ là một cái cú nếu trường hợp nó rebound bách test trở lại á thì các bạn có thể là canh mua gần hỗ trợ hoặc là nó vượt qua luôn rồi nó có đoạn test ngược trở lại quanh vùng giá đâu đó là giờ 19.820 thì đó sẽ là một cái điểm mua kéo ngược ha Ok đó là câu chuyện của sống khỏe nè à, rồi giờ có Nam Kim gấp các bạn đây là đại diện của nhóm thép thì trong nhóm này thì các bạn thấy mà Nam Kim gấp là một cái mẫu hình cốc tay cầm mà thấy Ngô đã chia sẻ rồi và rõ ràng khi nó vượt qua cái chỗ này nè các bạn nào đây cốc nè rồi tay cầm này các bạn nào ok đây là cốc này các bạn nè rồi tay cầm này ha ok và nó, nó cứ đi từ 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 lên như vậy đấy mà ok hả thì đối với giai đoạn hiện tại nếu nó bung ngay à, có một cái giờ cái hỗ trợ rất là mạnh quanh vùng giá đâu đó là 23 23.7 các bạn ạ thì đối với những nhà đầu tư mà chưa mua thì các bạn giờ còn trong cái phạm vi này vẫn là cái phạm vi các bạn mua được ha bởi vì theo như á từ vùng vượt đỉnh này các bạn giờ trong khoảng độ khoảng 5 phần trăm giá nó chưa chạy qua thì các bạn còn mua được, còn nếu mà trường hợp nó trượt luôn, trượt luôn sau này á, tuyệt đối không được phép đu các bạn nha, rõ ràng. Rồi, à, hoa sen thì là một trong những cổ phiếu giờ nó đã chính thức là vượt qua cái vùng này, thì nếu mà trường hợp nó có những giai đoạn ngày hôm nay nào nó kéo trở lại quanh quanh đâu đó là giờ hỗ trợ. Mình nghĩ là quanh vùng giá khoảng 21. chỗ này nè ha. Rồi thì các bạn có thể chờ cho những cái nhịp rung đó các bạn có thể là enter tiếp tục còn những nhà đầu tư mà mình đã cho mọi người mua ở trong đúc phíp 20.8 như thế này các bạn cứ nắm giữ nha vì sợ vì nam kim tăng thì những cổ phiếu này nó sẽ tăng theo tiếp tục TLH t là h là cũng ổn rồi ha đó rồi giờ dạ. à, hòa phát nè hòa phát ha cũng vẫn đang giữ giá rất là tốt ha và giờ dạ. nó nếu mà trường hợp nó tạo ra chữ sống w như thế này ha và nó buông bách thế là một cú nữa thì những cái cú phá vỡ về sau á sẽ là những cái điểm mua rất là đẹp cho hòa phát nè ok rồi à, đó là cổ phiếu của nhóm thép à, cổ phiếu nhóm bất động sản như là phát đặt rất cũng ổn nè các bạn nào các bạn thấy không nó vẫn đang trong một cái hộp giá và như vậy ha trong những cái phiên rung lắc các bạn có thể là enter được đất xanh ha thì mình sẽ tìm cho mọi người những cái điểm mua ví dụ như đất xanh này ha à, trường hợp đây vẫn trong một cái dạng như hộp giá các bạn thì các bạn có thể là đây nếu mà trường hợp đó thì khi mà cổ phiếu nó rung lắc đó, thì quanh quanh những cái vùng mà hỗ trợ thì các bạn có thể là mua được ha rồi trong nhóm bất động sản thì các bạn có chú ý là đích nè đích nó cũng vận động tốt rồi ha ok và à, nó giờ nó chính thức là giờ nằm trên cái đường ma 20 thì nó sẽ đi từ 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 dài phi như vậy ha thì những cái giai đoạn mà tích lũy tốt trên cái đường ma 20 các bạn có thể mua được ok và kỳ vọng nó sẽ phá vỡ tìm lại vùng đỉnh cũ trước đây hoặc là vùng trên giá trên này luôn các bạn nào TCH cũng tương tự như vậy Đây là một trong những cổ phiếu khỏe của dòng bất động sản này ha Có vẫn còn đang trong vùng mua được ha Ok rồi và ngày hôm nay có hai phiên là về nó nỗ lực là vượt qua cái vùng kháng cự này nhưng mà do là giờ à? do cái điều kiện thị trường khi nước ngoài bán rồng và cộng thêm là cuối tuần các bạn thì nó lại khác như bạn chắc chúng ta thấy dòng tiền vào nha dòng tiền vào dòng tiền vào nè rồi à, Nam Long gấp nè rồi giờ dạ. à, HDC nè rồi Nova Lăng này các bạn nào đó ví dụ như HDC này cũng đang tái tích lũy đẹp nè Nova Lăng cũng ok này các bạn nào đó cho nên là ở những cái giai đoạn mà nó đang đi ngang tích lũy như vậy ai có tiền thật sự là nên mua rồi chứng khoán bất động sản à, bắt đầu thép bất động sản rồi bây giờ chúng ta sẽ tới dòng chứng khoán như thầy ngô có chia sẻ nè ví dụ như um, trong phiên ngày hôm qua uh, và phiên ngày hôm nay như là TCA là của nhóm chứng khoán nào các bạn không ạ nó chỉ cần đi ngang thời gian và ngày hôm nay chính thức nó phá vỡ cái, cái mẫu nến chỗ này là cái chùm nến mà gọi là à, một cái kháng cự gần nhất á, thì nó vượt qua vùng giá khoảng 12.5 rồi nó bật tăng lên luôn thì trong bối cảnh hiện tại khi các bạn có nhìn được những cổ phiếu mà nó đang tái tích lũy mà vol thấp như thế này nè ha chứ ở đây vol sao to đúng ạ vol thấp nó vừa gọi vùng đấy chứ mà vol vol to thì chắc là ăn đạn đó mà đó nhưng mà nhiều ông mà rất là lạ nha, về vùng thấp đang đi ngang không dám mua nghe người ta nói là à nào là quan sát là, là thị trường xấu nào là ABC kiểu kiểu bắt đầu ha, nó tăng lên chưa mua đâu lên tới đây nè nhảy vô nhảy vô xong cái là rớt cái bắt đầu là bán cắt lỗ tăng lên Múc ngay trên này nè có mình thấy nhiều đối tượng nhờ rồi giảm xuống múc bởi vì đó cho nên là làm gì nó cũng phải có một cái góc nhìn và kỹ thuật rất là nhất định nha đây là một cái cú phá vỡ các bạn nè phá vỡ sớm rồi à, thì các bạn thấy được điều này hoặc là VDS nè thì khi các bạn thấy được cái câu chuyện này á rõ ràng đây cũng là một cái nhóm ngành cổ phiếu đúng không ạ video chứng khoán đồng việt nè thì khi chúng ta nhìn lại VCA nè cũng tương tự như vậy nè ha cũng đang trong vùng tích lũy nè à, có điều ngày hôm nay nó xấu một cái là do cái câu chuyện của cuối tuần và bên cạnh đó là người ta kỳ vọng vào cái hệ thống là KRX các bạn ạ. nhưng mà thật sự á cho dù nó có hay không có thì nó vẫn đang diễn ra vẫn đang giao dịch các bạn ạ thì mình thấy về đồ thị nha đây sẽ là một cái vùng tích lũy của cổ phiếu chứng khoán và nó có thể bật tăng bất cứ lúc nào, VND cũng vậy thôi à. Nó chỉ giảm tí xíu thôi, đúng không ạ? VON nó không có nhiều và đang trong giai đoạn là hấp thụ và đang đi đi ngang các bạn ạ Rồi ha à, Rồi à? À, à, SHS này. Cũng y chang như vậy luôn các bạn, rồi VIX nè Có SHS ngày hôm nay là VON bị bán hơi to nha, SHS nè Do là cuối phiên các bạn nha Đó Chứ thật sự là giờ nó vẫn đang chực chờ cái điều gì đó Tức là dòng tiền người ta vẫn đang đợi Một cái cú phá vỡ lên giống như là TCA Hoặc là VDS các bạn nè Đó rồi AGR này ha cũng đang giai đoạn tích lũy quá đẹp luôn chỉ cần ha nó làm một cây một như TCA nè hoặc là giờ việc teo đó đó có nhiều dạng như vậy nó hoặc nó đang đi ngang đây đang đi ngang rất là đẹp trời ha đùng một cái chạy đua không kịp với nó rồi chạy đua vũ trang luôn á rồi AGR, đó, như vậy là những cái dạng cổ phiếu này á, các bạn ạ, à, vẫn có thể là vùng mua được, đó, mua ok mà viết, ok đó, những dạng này nào, đang đi ngang tái tích lũy quá ok ha Rồi à, à, ORS đó cũng giờ tích lũy quá đẹp ngày hôm nay ông này cũng có dòng tiền vào có vốn ok này nhưng mà giờ à, do là bị cái áp lực vào phiên cuối tuần và cuối ấy thôi, chứ thật sự khi mà nó trả điểm này tăng rất là đẹp nha. Đó, do đó là nhóm chứng khoán thì các bạn vẫn có thể là đi ngang, mua rải lệnh ra được. Rồi, nhóm thép thì vừa phân tích rồi, chứng khoán rồi, bất động sản. Vừa luôn rồi. Bất động sản khu công nghiệp là gì ạ? À? SZC nè. Rồi ADC là khỏe nè. Đó, nó vẫn đang giữ nền giá rất là tốt các bạn. Cổ phiếu này mà chỉ cần nó vượt qua vùng giá cản chỗ này này ha thì nó sẽ bật tăng rất là mạnh luôn đó. Đúng không ạ? Chắc có lẽ là nó sẽ phải cần phải cần một khoảng giai đoạn thời gian nha. Nó liên tục ép sát và giờ nó thể hiện ý chí nè Để nó phá vỡ này thì nó sẽ đi lên một cái nhịp rất là khỏe luôn sau này à, KBC hiện tại thì nó hơi yếu xem xíu và à, Rõ ràng giờ ông này à, Chắc có lẽ là giờ ông tái tích lũy quanh vùng giá này nè ha Để tạo ra sự tích lũy và nó sẽ rất là dễ bật Ok Cái vùng à, à, Đấy gần thì có lẽ là nó sẽ test trở lại quanh đường MA50 Ok không à <laughs> Rồi à, KBC SJC rồi à, VGC các bạn ạ ông này thì chắc có lẽ là đây sẽ tạo thành một mẫu hình chữ w mình hy vọng nha kéo lên cái nó test ngược trở lại cái bắt đầu là vậy nó bật tăng lên ok rồi à, get ngày hôm nay thật ra thì mình cũng thấy có dòng tiền vào đối với nhóm này nha ví dụ như là à, Vick nè nhưng mà get thì nó nổi hơn tại vì là, à, có khối lượng nữa các bạn nào có khối lượng nha nhưng mà do cái gì à? nó nó phản công à, nó nó khởi nghĩa trong một cái giai đoạn là không thích hợp lắm đúng không chứ thật sự là ông này là nỗ lực là thoát ra khỏi cái chùm nến chỗ này nè ha À, như vậy là giờ à, nếu mà trường hợp nó test mà trở lại thì nó bật lên đó, thì đó sẽ là cái điểm mua rất là đẹp cho mọi người này ha ok rồi à, đó là những cái cổ phiếu và đặc biệt ví dụ như là ABA ngày hôm nay là cũng là một cái cổ phiếu phát xuất điểm mua các bạn nè đó đây là cái điểm mua bucket bay vọt này nha ok vì sao à? vì nó phá vỡ cấu trúc nền và nó đi từ cái đường EMA20 đi lên này các bạn nè rồi ha Ok quay trở lại trạng thái tại sao hồi nãy thấy nói là HAG HAG là những cái dạng cổ phiếu rất là khỏe các anh chị đừng quên là cho thấy một nút like đúng không ạ thả tim video này nha bao nhiêu phút rồi ta ok rồi à, tiếp tục à, là mình sẽ trả lời cái câu hỏi là lý do tại sao à, hag rồi, rồi rồi nam kim rất mình ví dụ nam kim nha lại là những cổ phiếu rất là khỏe và tăng giá mạnh trong giai đoạn sắp tới đây đầu tiên mình bỏ qua câu chuyện về cốc tay cầm nha mình đang xét về một cái tiêu chí đó là giờ những cái đường MA thì đây này các bạn ạ, đây là cái đường MA chấm chấm B nha, sẽ là đường MA 200 đó đường MA 200 ngày nè, ok rồi và đây đường đen đen là đường MA 100 nè ha rồi đây là đường MA 50 nè ha, ok như vậy là chúng ta đang thấy nè rồi đường màu cam là đường MA 10, đường màu đỏ là đường MA 20 như vậy là chúng ta đang thấy giờ theo như nguyên tắc này á, là đường MA ngắn hạn này nha nó đang nằm trên đường MA dài hạn đó MA dài hạn nè và nó sắp thêm một cái trật tự rất là khỏe và giờ dạ, cái tất cả những đường MA này nè đều đang hướng lên nè ha MA 200 màu tím đang hướng lên nè MA 100 hướng lên MA 50 hướng lên MA giờ dạ. à, đường à, đường MA 20 đang đi hướng lên đúng không thì đó chính là thể hiện sức mạnh của cổ phiếu khỏe nè HA à, dạ. giờ AG cũng tương tự vào cái thời điểm mà giờ đây đây là một cái cú phá vỡ sớm mà mình nói với mọi người chút chút đó trước đó là nhờ thì đây là sẽ là cái cái giai đoạn mà nó sẽ tăng rất là mạnh và đánh rất là đánh, đánh thiệt á đúng không mình có nhắc cho mọi người trong group vip và các bạn có nhớ câu chuyện đúng không và cũng giống như mọi người đã xem kênh youtube của thái nha thấy nói trong giai đoạn này này nha giai đoạn này nó sẽ đánh thiệt luôn á và y như rằng nó đánh thiệt các bạn nó đánh là đánh rất là khỏe luôn ha đánh từ đây lên đây các bạn biết không sau một cái cú phá vỡ này là đi mình ví dụ ở đây này ha được khoảng là bao nhiêu phần trăm 60 phần trăm ai bèo bèo mà đánh theo cái dạng này ha các bạn cũng nói được là giờ 40 50 phần trăm Ok rồi à, thì đó là giai đoạn mình vừa mới phân tích cho các bạn là cái cách tại sao mọi người biết được những cổ phiếu khỏe nhất à, ha thì nó sẽ dựa trên cái bộ tiêu chí là đường ma Ok, đó là một cái kiến thức thực chiến mình chia sẻ với mọi người à, Xin chúc cho mọi người là có một cái mùa Giáng sinh an lành Những cổ phiếu mà các bạn có thể là mua được trong tuần sau đó là giờ chứng khoán, rồi thép điều chỉnh nè Bất động sản, đó bất động sản nè Rồi giờ chọn bất kỳ một mã nào trong là giờ Trong phát đặt rất nè, DIG nè HDC nè, đất xanh nè TCH nè các bạn nè, đều mua được trong giai đoạn hiện tại Đó, à, thật sự trong lúc feed thì mình sẽ à, Chia sẻ với mọi người là những cái vùng số, à, vùng giá rất là ok để mọi người là giờ À, đi lại và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái trận đánh mới cho năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong gia đình nhận định thị trường vào tuần sau liên tục là cổ phiếu đang có những cái trạng thái tăng giá tốt thì thị trường nó sẽ ổn thôi. Bye bye mọi người nha.